Ngay từ đầu dịch thì bệnh viện đã có một cái kế hoạch rất là cụ thể. Bệnh viện đã triển khai sớm cái phòng khám tiền phương, mọi nơi thì nói là phòng khám tách đôi đấy, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bất cứ người nào khi bước chân vào bệnh viện. Hai việc, việc thứ nhất là an toàn cho đội ngũ nhân viên, việc thứ hai là an toàn cho bệnh nhân, và thứ ba là an toàn cho chính bản thân họ. Thế cho nên là chúng tôi đã phân chia cái phòng khám tiền phương, trong đó có việc khám sàng lọc bệnh nhân, xét nghiệm, và cái thứ ba nữa là khám bệnh theo cái tính chất của bệnh lý. Đấy. Và trong thời gian vừa rồi thì bệnh viện đã chia ra rất nhiều cái tổ công tác, trong đó có độ khoảng hơn 600-700 lượt nhân viên của bệnh viện giúp thành phố Hồ Chí Minh vừa lấy mẫu xét nghiệm vừa tiêm chủng. Chúng tôi vừa rồi đã đưa 150 bạn đi lên bệnh viện số 7 của Bệnh viện Dã chiến Thủ Đức. Và trong bệnh viện thì cũng chia ra làm 3 cái mô đun. Mô đun lớn nhất là cái mô đun điều trị trung tâm. Thì với cái số lượng bệnh nhân ở nằm ở trong điều trị nội trú vẫn còn đông. Cái mô đun thứ hai là mô đun phòng khám tiền phương. Mô đun thứ ba là cấp cứu như các bạn nhìn thấy đây. Và cái cấp cứu này tôi cũng nói là một cái rất đặc biệt. Có những cái trường hợp cấp cứu thì trì hoãn được, nhưng có những trường hợp cấp cứu phải phẫu thuật ngay. Thì làm thế nào để nhanh và sớm để chúng ta không trì trệ, không để mất cái thời gian vàng cướp cái đối với người bệnh. Thì đấy là cả một cái vấn đề là rất là khó khăn. Nhưng mà chúng tôi đã xây dựng một cái quy trình làm thế nào là trước khi đi lên phòng mổ, như vậy chỉ cần test nhanh. Và chúng tôi cũng đã những cái trường hợp mà chấn thương rất nặng cần phải mổ sớm thì chúng tôi cũng phải giải quyết để trước khi vào phòng mổ. Và chúng tôi cũng đã có sẵn sàng những cái phòng mổ mà nghi ngờ. Phòng mổ nghi ngờ thì chúng tôi coi như là đã nhiễm đó. Thế thì chúng tôi cũng đã phân khu vực riêng. Như vậy là bệnh viện đã tách ra từng cái phòng khám tiền phương, cấp cứu, phòng khám điều trị trung tâm và bệnh viện dã chiến. Ở trong đó cái bệnh viện dã chiến thì chúng tôi triển khai những cái phòng mổ cho những bệnh nhân COVID và những bệnh nhân nghi ngờ COVID mà chưa có PCR để chúng ta trả lời kết luận. Trong cái quá trình điều trị thì chúng tôi đã chủ động tổ chức những cái nhóm các chuyên gia về hồi sức và những cái chuyên gia về truyền nhiễm để chúng tôi tiến hành hội chẩn trên mạng. Và theo cái phác đồ chung hiện nay chúng ta đang được Bộ Y tế áp dụng ở các cơ sở điều trị. Và như vậy về chuyên môn thì cái sự liên thông rất là thông suốt và chúng tôi thường xuyên trao đổi với nhau để lập những cái nhóm như vậy. Và cái thứ hai nữa là cái sự tiếp nhận của bệnh nhân thì chúng tôi theo những cái yêu cầu báo cáo cụ thể của từng đơn vị, nếu như cần chuyển bệnh nhân lên đây thì đã có sự điều tiết của lãnh đạo Sở Y tế để làm thế nào cái bệnh nhân chuyển vào trung tâm của chúng tôi là đạt được cái tiêu chí về cái tính chất của bệnh lý và cái yêu cầu cũng như là cái khả năng của bệnh viện. Thì hiện nay ấy, thì với cái cơ sở của chúng tôi về máy thở, về máy trợ thở, về hệ thống oxy, về lọc máu và ECMO thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Và hiện nay là chúng tôi cũng đang tiến hành lọc máu cho một số bệnh nhân rồi. Thế thì cái khả năng cơ sở mà để đáp ứng cho một cái yêu cầu điều trị những bệnh nhân mà nặng thì chúng tôi đã sẵn sàng và đang nhận những cái bệnh nhân ở các khu vực khác chuyển đến. Về cái số lượng bệnh nhân và cái số lượng nhân viên hay là cơ sở vật chất thì như tôi đã nói thì chúng tôi đã là vì là cái công tác chuẩn bị chúng tôi đã sẵn sàng. Cho nên là cái việc mà đáp ứng với cái tình hình của bệnh nhân ấy thì chúng tôi đã có những cái giải pháp chuẩn bị sẵn sàng. Ngay kể cả trong những cái từng cái ekip làm việc thì có thể là cái ekip này là 8 tiếng, có thể cái ekip 4 tiếng mà có thể ekip cũng 2 tiếng thôi là thay đổi quân để đảm bảo làm sao để cho trước hết là nhân viên của chúng ta đảm bảo được cái sức khỏe để phục vụ. Chúng ta rút kinh nghiệm ở một số nơi, một số đơn vị mà cái sức khỏe của người nhân viên y tế mà nó kiệt quệ thì sẽ là rất không tốt. Cho nên là chúng tôi cũng đã có những cái giải pháp như thế này. Và tôi nghĩ rằng là với một cái số lượng như thế, một cái phương án như vậy thì chúng tôi luôn sẵn sàng để đón nhận tất cả những cái bệnh nhân tới đây. Tôi chỉ khuyên bà con là hết sức bình tĩnh. Như là phát biểu của Thủ tướng, của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực, tất cả chúng ta đang nỗ lực cố gắng hết sức để chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân.
Tất cả những cái vấn đề về cuộc sống thì ở phía ngoài xã hội, nhưng mà vào đến đây thì chúng ta sẽ, các bạn nhờ bà con sẽ yên tâm, bởi vì sẽ có một cái đội ngũ bác sĩ với tinh thần tốt nhất và những cái trang thiết bị tốt nhất để bằng mọi cách để chăm sóc sức khỏe cho bà con.